Thận và gan là hai cái bộ phận quan trọng bậc nhất trong cơ thể chúng ta. Vì sao nó quan trọng? Vì nó đảm nhận những cái vai trò ví dụ như thanh lọc những cái chất mà không tốt cho sức khỏe, người ta hay gọi là chất độc vào cơ thể chúng ta, nó thanh lọc ra ngoài qua đường tiểu. Thì nếu như gan hoặc thận nó có vấn đề gì thì cái nhiệm vụ của nó không hoàn thành, nó tích trữ là những cái chất đó trong cơ thể chúng ta lâu ngày, nó sẽ làm ra những cái bệnh mà chúng ta không muốn. Thì đã lâu rồi của anh chị mình không quan tâm tới vấn đề này, có người vài chục năm rồi chưa thanh lọc gan thận nữa. Hôm nay Phan Hải sẽ chia sẻ của anh chị mình hai cái cách của dân gian để chúng ta có thể thanh lọc gan thận rất tuyệt vời cho của anh chị mình ha. Thì về vấn đề này thì như chúng ta đã biết thì những cái hoa màu, những cái cây trái, rau củ quả thì chúng ta bây giờ chúng ta ăn hàng ngày thì chúng ta cũng biết rồi, nó có cái gì trong đó thôi. Đó. Thì cái quan trọng nhất là chúng ta phải thanh lọc gan và thận. Rồi, cách thứ nhất á, là để thanh lọc gan, và bài thuốc thứ hai á, là để thanh lọc thận. Của anh chị mình nên xem hết cái video này để chúng ta có thể biết được những cái cách đơn giản mà chúng ta có thể làm được hết, nhưng chúng ta không biết thì chúng ta sẽ không làm. Thì nó sẽ không có lợi chúng ta thôi, chúng ta bị thiệt thòi rồi ha. Để thanh lọc gan thì chúng ta sử dụng một số cái dược liệu mà nó sẵn có ở trong ngăn bếp chúng ta, hoặc là rất là dễ mua hoặc là dễ tìm. Đầu tiên của anh chị mình lấy cho Hải củ gừng này nè. Gừng này của anh chị mình lấy cho Hải 5 lát. Nếu củ gừng nhỏ thì chúng ta lấy nhiều hơn chút. Nếu củ gừng lớn như thế này thì chúng ta lấy 5 lát gừng tươi, khỏi cần cạo vỏ cũng được, lấy 5 lát gừng tươi. Rồi của anh chị mình bỏ vào một cái nồi, đổ cho Hải là 2 lít nước, 2 lít nước sạch ha. Xong của anh chị mình là bỏ vào cái nồi đó là 2 muỗng cà phê mật ong rừng thiên nhiên. Nếu không có mật ong rừng thiên nhiên thì chúng ta sử dụng mật ong nuôi cũng được. Rồi, chúng ta đã có 3 loại rồi: củ gừng, mật ong và nước. Nấu sôi lên. Sau khi sôi, của anh chị mình nhỏ lửa lại, để cho sôi khoảng từ 7 đến 10 phút. Và chúng ta sẽ tắt bếp, và chúng ta sẽ để cho nó thật nguội. Sau khi nó thật nguội rồi, của anh chị mình sắc cho Hải là nửa trái chanh, sắc lát mỏng, nửa trái chanh nha. Và bỏ vào cái nồi đó. Của anh chị mình sắc thêm cho Hải là một trái dưa leo, trái vừa thôi, khoảng 100g dưa leo sắc mỏng, 100 đến 150g dưa leo sắc mỏng, bỏ vào cái nồi đó luôn. Và chúng ta sẽ đổ cái nước đó vào một cái bình hay là một cái gì đó, và để chúng ta bỏ vào ngăn mát tủ lạnh. Rồi, hoặc nếu chúng ta không có ngăn mát tủ lạnh thì chúng ta để ở nơi thoáng mát cũng được. Đó. Thì các anh chị nào không có tủ lạnh thì chúng ta để nơi thoáng mát, mà có tủ lạnh thì để vào đó thì nó sẽ ngon hơn, nó dễ uống hơn. Đó. Rồi, thì cái nước đó của anh chị mình uống cho Hải trong vòng một ngày cho hết. Một người là uống nhiêu đó nha. Nếu chúng ta hai người, chúng ta nhân đôi liều lượng lên, ba người nhân ba liều lượng lên. Đó. Thì trong một ngày chúng ta sẽ uống hết cái nước đó, cái chúng ta bỏ, uống cái nước thôi. Uống trước bạn cũng được, sau bạn cũng được. Mỗi tuần chúng ta uống một lần như vậy, mỗi tháng chúng ta có thể làm từ 2 đến 3 lần để chúng ta uống. Thì như vậy nó sẽ thanh lọc gan cho chúng ta rất là tuyệt vời. Đơn giản vậy thôi. Đó. Quan trọng là chúng ta có tin hay không thôi. Tin thì chúng ta làm, không tin thì khỏi cần làm, bởi vì sử dụng thuốc, bất cứ thuốc tây, thuốc nam gì, chúng ta cũng cần phải có lòng tin. Nếu chúng ta không có lòng tin, chúng ta không cần thiết phải làm. Và nếu như chúng ta có lòng tin, chúng ta làm. Đồng thời, trong khi mà chúng ta làm như vậy thì chúng ta nên kiêng cử, ví dụ như rượu bia, những chất ăn, thức ăn nhanh, thức ăn nướng, dầu mỡ nhiều. Kiêng cử như vậy thì chúng ta sẽ thanh lọc được cái gan của chúng ta rất là mạnh khỏe. Đó. Bài thuốc thứ hai là cái cách mà để chúng ta có thể thanh lọc thận. Người nào mà thận yếu, hoặc là thận mới bị suy, hoặc thận yếu, hoặc thận mà có cặn, tiểu ra tiểu đục, bị viêm cầu thận nhẹ gì đó, thì chúng ta sẽ thanh lọc thận bằng cách cực kỳ đơn giản. Thì cô bác chị mình là lấy cho Hải khoảng 50g cái ngò rí. Cái ngò rí, ngò rí thì ai cũng biết đúng không ạ? Ra ngoài chợ mua 50g nửa lạng ngò rí tươi. Lấy luôn cái toàn thân, có nghĩa là lấy luôn cái rễ của nó, và rửa cho sạch, ngâm qua nước muối loãng, rửa sạch nước sạch để ráo, và chúng ta cắt khúc bỏ vào một cái nồi. Xong của anh chị mình là đổ cho Hải là nửa lít nước, khoảng nửa lít nước, khoảng 500ml nước đổ vào. Và của anh chị mình nấu sôi lên. Sau khi sôi chúng ta nhỏ lửa lại, để cho nó sôi khoảng từ 5 đến 7 phút sau, thì chúng ta sẽ tắt bếp. Và cái nước đó chúng ta chắc ra chúng ta uống 2 lần trong ngày. Làm 2 lần trong ngày. Thì chúng ta uống cái lần đầu chúng ta uống là trước bữa ăn khoảng 30 phút. Nói chung chúng ta uống khi bụng đói ha. Đó. Là chúng ta chia làm 2 lần uống trong ngày. Đó. Thì chúng ta cái cách lọc thận này thì ngày nào chúng ta cũng uống. Uống liên tục trong vòng 2 tuần. Chúng ta sẽ nghỉ. Và trong vòng đó gọi là một cái chu trình,
cái chu trình của nó là 2 tuần nghỉ, xong trong vòng từ 2 đến 3 tháng chúng ta phải sử dụng một lần. Như vậy có nghĩa là từ 2 đến 3 tháng chúng ta uống một cái quy trình như vậy thì thận chúng ta giữ lúc nào nó cũng được sạch sẽ, rất tuyệt vời. Đó là hai cái cách của dân gian để chúng ta có thể thanh lọc gan và thanh lọc thận để chúng ta. Mà hãy nghĩ hai cách này ai cũng sẽ cần, chính Hải cũng đã từng sử dụng và đã rất tuyệt vời. Nhiều người cô bác anh chị hỏi Hải tại sao cái lúc mà Hải mới chia sẻ bài thuốc cách đây 4 năm về trước, Hải rất là ốm và da dẻ nó bị khô cằn, gọi là nó khô héo lắm. Và tại sao bây giờ Hải lại da dẻ hồng hào, lại mập mạp? Thì Hải đã áp dụng rất là nhiều cái cách của dân gian. Đó, ví dụ như Hải thường xuyên thức khuya, mà tại sao mắt Hải không có quầng đen và Hải không bị nhức đầu, không bị thiếu máu não? Thường người thức khuya, Hải thường xuyên thức khuya, có khi tới 2-3 giờ sáng Hải mới ngủ tới 5-6 giờ sáng hoặc là 6 giờ sáng Hải thức dậy thôi, nhưng mà mắt Hải không có quầng, Hải không có bị nhức đầu. Đó là do Hải áp dụng những cái cách của dân gian mà Hải đã học hỏi được từ tài liệu và từ trường lớp, và áp dụng thanh lọc cơ thể từ những cách của dân gian, rau những cái loại rau cỏ ở vòng chúng ta thôi. Đó thì từ từ cơ thể mình nó sẽ sạch sẽ trở lại, hấp thụ chất dinh dưỡng tốt, ăn uống ngủ nghỉ tốt, thì như vậy thì cơ thể mình từ từ nó sẽ cải thiện được lại. Cô anh chị mình cứ xem cái video đầu của Hải trong kênh này, video đầu tiên, hiện giờ kênh này thì gần 1000 cái video rồi. Cô anh chị mình xem những cái video đầu tiên trong kênh của Hải để biết rằng tại sao mà nhiều người lại nói Hải bây giờ phát tướng quá, mập mạp hồng hào trở lại. Thì đó là một số cái nguyên nhân Hải muốn trả lời cho các anh chị mình. Nhiều các anh chị mình nghĩ Hải là uống thuốc bổ này nọ, không, Hải không dùng thuốc bổ. Thuốc bổ là dành cho những người bị suy nhược, còn Hải không bị suy nhược thì Hải không uống thuốc bổ. Hải chỉ áp dụng những cái cách thanh lọc cơ thể, rồi mát mẻ cơ thể, rồi Hải áp dụng những cái cách để chúng ta có thể là phục hồi sức khỏe cách nhanh nhất. Đó, như vậy thì nó sẽ giúp cơ thể chúng ta một cách tự nhiên. Nếu chúng ta uống thuốc bổ thì sau này nếu chúng ta không uống thuốc bổ đó nữa thì nó sẽ quay trở lại lúc ban đầu. Đó là cái cơ thể chúng ta nó quen rồi, đúng không? Chúng ta uống thuốc bổ thì bây giờ sau này chúng ta vì một lý do nào đó chúng ta không uống thuốc bổ nữa thì cơ thể chúng ta nó sẽ quay lại như lúc mà chúng ta chưa uống thuốc bổ vậy đó. Đó, như vậy thì chúng ta nên, vấn đề là chúng ta thuốc bổ thì nó cũng tốt thôi nhưng mà chúng ta nên ít thôi, đừng nhiều. Cái quan trọng là cái cơ thể chúng ta và cái hoạt động của chúng ta ăn uống ngủ nghỉ nó sẽ hợp lý thì cơ thể chúng ta nó sẽ trở lại một cách là phát triển tốt. Đó. Thì hôm nay Văn Hải đã chia sẻ xong cho quý quán chị mình là hai cái cách để chúng ta có thể thanh lọc gan, thanh lọc thận. Gan tốt thì tiêu hóa tốt, cơ thể gân cơ chúng ta nó sẽ tốt. Gan là chủ về gân cơ tốt, tiêu hóa, gan nó tiết ra mật, mật nó tiết ra tiêu hóa ở ruột non. Đó, thì như vậy thì tốt thì tiêu hóa tốt, hấp thụ tốt thì cơ thể chúng ta từ từ cải thiện, mập mạp trở lại. Thận tốt, thận là chủ về xương cốt, thận tốt thì nó giảm đi vấn đề đau nhức xương khớp, cơ thể chúng ta nó không bị vấn đề đó thì ăn ngủ ngon, bài tiết tốt thì cơ thể chúng ta từ từ nó cũng sẽ cải thiện lại. Như vậy thì đó là những cái cách mà Hải cũng đã từng sử dụng, và hôm nay nhiều của bác chị mình hỏi Hải thì hôm nay Hải chia sẻ lại cho quý các bác chị mình hai cách này Hải cũng đã từng sử dụng và Hải chia sẻ lại cho các anh chị mình để có thể giúp đỡ một phần nào cho các anh chị mình ha. Nhưng khi chúng ta thanh lọc gan thì chúng ta nên kiêng cữ rượu bia, rồi đồ ăn nhanh, dầu mỡ, đồ ăn nướng, chiên, xào thì chúng ta hạn chế, nhất là đồ ăn nướng và có dầu mỡ nhiều, đồ ăn nhanh rồi đó thì nó sẽ không tốt cho gan. Về thanh lọc thận thì cũng vậy, chúng ta nên kiêng cữ rượu bia. Đó, như vậy thì chúng ta mới có kết quả cao. Chúng ta đang thanh lọc mà chúng ta còn đang sử dụng cái này nữa thì chúng ta khỏi cần thanh lọc chi, bởi nó không có hết, không có tác dụng. Đó, như vậy nó mới có công dụng cao. Rồi, thì cái video Văn Hải chúc của anh chị mình có sức khỏe thật dồi dào và luôn luôn thành công trong cuộc sống nha. Video Hải đến đây Hải xin được kết thúc. Bây giờ xin chào, xin hẹn gặp lại quý anh chị mình trên kênh Văn Hải Channel vào video tiếp theo.